tự làm sữa chua úp ngược siêu dễ mà không dùng hộp sữa chua mồi. Đầu tiên mình tiện trùng hũ và để cho ráo nước. Mẹ Cam đã thử làm với cả sữa tươi cho bé trên một tuổi và sữa công thức cho bé dưới một tuổi. Cách làm chung là mình sẽ ra nhiệt sữa cho đến khoảng 82 độ. Mọi người nhớ canh đúng nhiệt độ, đừng để sữa sôi nhé. Xong rồi thì để nguội về nhiệt độ thường khoảng tầm 25 độ. Thay vì dùng hộp sữa chua mồi thì mình sẽ dùng men kefir với tỷ lệ là một cái gói men nhỏ như thế 3g thì sẽ làm được với một lít sữa. Sữa chua kefir thì có nhiều lợi khuẩn mà trong sữa chua thông thường không có. Sữa đã nguội rồi thì mình sẽ lấy một lượng ít sữa hòa tan cái phần men này sau đấy thì đổ vào lượng sữa còn lại khuấy đều rồi cho vào hũ đậy kín và để ở nhiệt độ thường trong khoảng tầm 24 tiếng để lên men. Với bé dưới 1 tuổi thì mình dùng sữa công thức và sữa công thức này thì mọi người nên pha đặc hơn khoảng 1,5 đến 2 lần so với bình thường. Tức là nếu như bình thường mình dùng một muỗng bột với 30 ml nước thì bây giờ mình dùng một muỗng bột với khoảng 15 đến 20 ml nước thôi. Hôm mình làm sữa chua này thì thời tiết hơi nóng, nhiệt độ phòng khoảng tầm 30 đến 33 độ C nhưng mà vẫn thành công. Sau khoảng 24 tiếng để nhiệt độ phòng thì sữa sẽ bắt đầu đông lại và mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. Cái thành phẩm mình rất là ưng ý luôn, mọi người nhìn úp ngược là hiểu chất lượng rồi đúng không? Sữa chua kết giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ăn vào thì sẽ hấp thu tốt hơn rồi tăng cường hệ miễn dịch nữa rất là sánh mịn và thơm ngon mọi người nhìn này đối với sữa công thức mình làm nó chưa úp ngược được như là sữa tươi nhưng mà vẫn rất là ok mùa hè tới rồi mẹ nhớ lưu lại để làm cho con và cả nhà nhé